Giờ quay thử cơ bảy có đèn nha bà con. Cơ bảy có đèn nha, bấm nhẹ nhàng chạy luôn. Nhẹ nha bà con. Rất là nhẹ nhàng bà con ơi, máy chạy rất im luôn nè. Không nghe tiếng máy luôn nè. Chạy rất là đã bà con ơi. Cơ bảy nha. Không ra miếng khối luôn nè. Để đếm từng vòng luôn bà con. Tôm oxy là vô địch luôn. Ok. Ngon lành. Bấm đề nhẹ cái chạy à. Rất là tiện mà con ơi. Càng bấm đề nhẹ cái chạy thôi. Máy còn khá đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn nè. Xanh vàng phá xăng là còn đẹp luôn nè. Nó dầu chứ quá đẹp rồi con ơi. Bấm đề thử cái rồi con nha. Bấm đề nhẹ chạy rồi. Đề thôi con. Không, đề nhẹ nó chạy à. Nó chỉ có ok rồi con. Bấm đề rất là nhẹ nhàng. Quá im.
đè nhẹ nhàng thôi con, bấm đè nhẹ nhàng nó chạy à. Nè, đè rất là nhẹ nha. K7 K8 đè rất là nhẹ. Bấm nhẹ rồi con. Nhẹ nhàng. Tám có đề, 7 có đề. Im mà coi, đề nhẹ nhàng, nhẹ chạy luôn. Bấm nhẹ chạy, đề rất im. Đã rồi con. Alo. Alo. Nghe anh ơi. Im bắt đẹp rồi con ơi. Đề gọi mình khá đẹp luôn. Rất là đã. Rồi là con không cầu luôn nè, 088 635 6707. Khá đẹp rồi con. Tắt đi. Máy chạy thì khỏi chê rồi. Tắt đi, máy chát luôn con, lắc ác luôn nè. Đẹp cực kỳ luôn. Quá đẹp. Rồi bà con có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707. Số vàng 8 cũng ngon lắm bà con, để hồi qua thử cho bà con coi. 8K8 đang nguyên bộ đây. Rồi 8K8 khá đẹp luôn. Đây ga 85 G65-2 K700. Đây, ga 85 K700. Đẹp không bà con ơi? Rồi bà con có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. 088 635 6707. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Đề nhẹ nhàng luôn. Đề nhẹ lại cái cho bà con nghe nữa nha. Đề ơ 7 nữa nha. Rất là nhẹ nhàng thôi, cần bấm đề là chạy thôi. Rất nhẹ rồi con, nó chạy rất là nhẹ luôn. Nó chạy oxy tôm này vô ok luôn rồi. Rất đẹp rồi con, chưa ra mấy khối luôn. Có hộp để bình cho bà con nha, mua bình để đây xài luôn bà con, hộp để bình luôn. Giờ xài thôi, ngon lành. Rất là nhuyễn bà con, còn nhuyễn nữa nè. Đó, rất là nhuyễn. Và bà con có nhu cầu alo nè, 088 635 6707.